lần này về chắc là em cũng không tái nghiện đâu. Vào đây thì nói chung là người khỏe mạnh không như lúc mà còn nữa. Sau khi ra thì em nghĩ là chắc cũng phải đi học cái nghề mới để đi làm. Em cũng mong đẻ được, ra ngoài cũng chưa biết nhưng mà em cố gắng. Chúng say vào ước mơ.